Chào mọi người, mình là Phúc và chào mừng mọi người đến với series Một Năm Cày Chay. Và hôm nay đã là ngày thứ 176 rồi, nhanh chưa anh em ạ? Và cũng một thời gian khá là lâu rồi chúng ta mới gặp lại nhau ấy chứ. Thấm thoát trôi thì cũng gần đâu đó 6 tháng trôi qua rồi anh em nhỉ. Đúng là thời gian trôi nhanh như chó chạy ngoài đồng, cùng nửa chặng đường của chúng ta rồi, đúng không nào? Hello anh em, chúng ta lại đến với... À, Cày Chay. Chúng ta lại đến với series Cày Chay. Hiện tại thì trong đội hình của mình như anh em cũng đã biết thì nó vẫn như cũ thôi, nó cũng không có gì để thay đổi. Và đã có rất là nhiều cầu thủ vừa mới về giá cũ, ví dụ như Sergio Busquets này về giá cũ này, hay là mấy con như Haller cũng sắp về giá cũ, Rosicky cũng vậy, Mark Manaman cũng vậy luôn, đã về giá cũ rồi. Đấy, Ben White thì cũng sắp rồi, Danny Blind. Đó, giá này là mình xả nó phù hợp rồi, nó là như vậy. Đấy, và hiện tại trong thị trường chuyển nhượng thì mình cũng đã bán khá là nhiều cầu thủ. Đây, Mark Manaman, rồi hai con Ben White đó, Fernando Torres, Theo, King, Bonucci, những con này mình đều săn từ lúc nó đâu đó khoảng tầm là 9 đến 10 tỷ. Và bây giờ nó lên bốn mấy tỷ thì căn bản nó cũng lời được lời một chút xíu. Ôi, cũng đã lâu lắm rồi thì mình cũng chưa mở thẻ này, không biết là mình tích được bao nhiêu ngày rồi mình cũng không để ý nữa. Đó là như vậy. Cùng xem nhé, liệu anh em mình đi với nhau được bao nhiêu ngày rồi nhỉ? Để xem đi. Mình bắt đầu series này là vào ngày 13 tháng 9. Đấy. Từ ngày 13 tháng 9 đến nay là bao nhiêu ngày? 176 ngày. 176 ngày. Là nó là mấy tháng nhỉ? Nó đủ 6 tháng chưa? 6 nhân 3 18 là 4 ngày nữa là chúng ta tròn nửa năm. 4 ngày nữa là tròn nửa năm của CD cày chay này. Một nửa chặng đường rồi. Ui. Em thấy thế nào nhỉ? Một nửa chặng đường đã sắp tới rồi. Ok là. Rồi, bỏ qua vấn đề đi đi. Đó. Rồi, bây giờ mình sẽ mở nhé. Mình sẽ mở một vài gói cầu thủ hay một vài vật phẩm may mắn của CD Cày Chay đi. À không, mở hết luôn chứ. Trong tháng vừa qua thì mình có tích được một số Starpon. Đây, 166k. Giờ mình sẽ mua một vài gói. Đây, gói 100. Gói 50. Còn 16k thì chắc là mua thêm gói 15k nữa là đẹp. Thế là tổng kết tháng này xong rồi đấy. Còn một điều nữa, đó là trong cái phần xếp hạng. Trong cái phần xếp hạng sẽ có một cái, đó là gì đây nhỉ? Hết tuần rồi. Nhanh nào. Đây sẽ có một cái đó là ở giải đấu EAPL có cái cửa hàng EA và mình tích được 700 điểm này rồi. Mình sẽ mua cái hộp này nhé, 650 triệu. 650 triệu. Đấy. Hết rồi. Hình như là hết sự kiện, mình nhận đủ sự kiện rồi hay sao ấy. À, cày chay có 5 SC là sao ở đây nè. Anh em hỏi cày chay có 5 SC là sao? Cái này từ sự kiện Giáng sinh ấy, sự kiện Giáng sinh nó sẽ cho mấy cái hộp quà mà mình mở ra 5 SC này, 10 SC hay là 10.000 SC ấy. Thì mình mở 3 hộp. Đó là mỗi hộp được 5 SC thì nó 15. Và mình lấy 10 SC kia mình chơi sự kiện mất rồi, chơi lần đầu ấy là 10 SC thôi. Đó, bây giờ còn dư 5 SC không làm được gì cả. Nó là như vậy. Rồi. Mình không biết là mình tích được bao nhiêu ngày, nhưng chắc là mở hết thôi. Mở hết thôi. Hơn 150 gói vật phẩm may mắn đấy anh em ạ. Ui. Căn bản là hơi hơi nhiều một chút xíu. Mở hơi lâu đấy. Anh có ý định kết thúc cày chay bằng rô cộng 5 không à? Nó căng đấy. Thật sự để mà nói hiện tại nếu mà phôi cộng 4 đơn giản nhưng mà phôi lên cộng 5 là căng đấy, 118. Rồi, quay trở lại đi, 150 gói. Có cái gì bùng nổ không ta? Có ra được cái gói gì thì gì ngon ngon không, từ 3 tới 8 đồ này nọ ông trời. Không có gói nào được gọi là từ 3 tới 8 hết, căn bản là nó cho những cái gói BP từ 60, 70 triệu hay là những gói return nịch đồ 100 cộng thôi. Không có gì ngon từ những gói vật phẩm may mắn này. Không có gì hết. Đây, vẫn là thế thôi. 32 gói tiếp theo cũng vậy thôi. Tới với thẻ BP đi. Không biết là cho bao nhiêu BP đây. Nhìn chung cũng nhiều đấy. Nhìn chung cũng nhiều. Này live trước 6 giờ chăm chỉ ghê. Ui giời ơi, người ta hướng tới cái sự chuyên nghiệp mà. Hướng tới sự chuyên nghiệp mà. 12 tỷ. Ui sao ít thế nhờ, hơn 150 gói được đúng 12 tỷ.
Nhìn đúng ít luôn mà thề. Đúng ít luôn. 72 tỷ luôn à? Ui, nhiều phết, 72 tỷ. Thêm 16 gói may mắn nữa đi. 16 gói ngẫu nhiên, BP ngẫu nhiên. Nhà nào? Ui. Lâu quá nhỉ. Bao nhiêu đấy? 3 tỷ nữa, thêm 3 tỷ nữa. Vậy là BP mình mở cũng nhiều phết, cũng gần 100 tỷ rồi nè. Lúc này là có tầm 60 tỷ, bây giờ 136. Ồ, 7 mấy tỷ thôi, cũng không nhiều quá. Tới với những gói cầu thủ đi, hình như mình không có gói ngày nào hết. Và những gói của mình đều là những gói bình thường, mở ra có thể bán được. Rồi, tới với tân đầu tiên đi, 137 gói đầu tiên. 137 gói đầu tiên. Đấy, lâu quá nhỉ. Mở, anh em nhìn nhiều gói vậy thôi ý, nhưng mà mình mở ra thì căn bản là cái này đều là đến từ cày chay nên cũng rất là khó để mở ra những con hàng nào chất lượng. Nếu mà ra được mấy quả như JCC thì đấy là một điều tuyệt vời. Ôi, ra quả JCC còn gì bằng, đúng không? Thì có JCC là bùng nổ nhất thôi. Đấy, còn lại là không còn gì bùng nổ nữa. Tại vì cày chay mà. Lửa này, à, cộng hòa xét GK. À, Pichet này cộng 3 cộng 4 à. Ui, với chất cộng 4, có phôi 112 nhưng mà mình ít khi đập thẻ. Ít khi đập thẻ nên cũng thật sự là không quá quan tâm. Không quá quan tâm. Rồi, chắc là mấy cái con này chắc là mình sẽ đem bán hết đi. Để mở tân tiếp theo, đem bán hết đi. Trong tuần vừa qua ấy, thì mình có bán khá là nhiều cầu thủ, ví dụ như đây cho mọi người xem, ví dụ như những cái con mà trên 5-60 tỷ này mình sẽ dùng thẻ nhé. Ví dụ như Mac Manaman này 90 tỷ, dùng cái thẻ 30% này. Hay là Ben White này dùng 30% này. Đó. Ben White dùng 30%. Còn lại thì chắc là thấp thấp hơn thì mình ít khi dùng lại. Đó, dùng thẻ 10 thôi. Đấy, 60 tỷ dùng 30% thì được. Còn lại dùng thẻ 10 thôi. Cho thẻ 10 hết. Đấy. Ồ. 48 tỷ. 48 tỷ à? Tắt thì chắc cho còn thẻ nào ta, còn thẻ 10, thẻ 20 rồi. Chắc là vậy được rồi đấy. Mình thu gom đó là khoảng tầm 400 tỷ này. 400 tỷ. Từ việc làm kinh tế nhiều đấy. Rồi, mở tên thứ hai đi. Vẫn hơn 150 gói thật sự được. Mình để mình tích cũng lâu lắm ấy. Đó, mình tích cũng lâu lắm ấy. Ui, vẫn vẫn hơn 150 gói luôn à, mở tới bao giờ mới xong đây? Mở tới bao giờ mới xong đây? Thật sự luôn. Không hiểu kiểu gì. Lại lửa. Ô vãi. Tây Ban Nha. RW. Ai vậy trời? Không biết. Không biết, không biết, không biết. Ui, David Silva cộng 4 là lại lửa. Được quá nhờ, dạy mở thẻ cũng ok la đấy. Phôi này, ra mấy con phôi 10 tỷ này. Nhưng mà mình ít khi đập thẻ nên cũng chả quan tâm mấy con phôi này. Mở ra bán hết. Cứ mở ra là bán hết. Ui. Bán mát nên nó hơi lâu. Bán mát nên nói chung là nó hơi khó trôi. Thôi kệ. Bán mát, lỗ hổng kinh tế mà. Ơ, 77 tỷ luôn à. Cộng 7 hơi ngứa mắt chứ không đập thẻ. Anh này không đập thẻ, anh này chỉ có bán làm kinh tế thôi, đâu có đập thẻ đâu. Tích BP. Ui. Mở tên thứ ba đi, nhiều phết. 614 tỷ rồi. Ui, vẫn hơn 150 gói à. Mở tới bao giờ đấy trời, vẫn hơn 150 gói luôn. Mà lại không có slot để mở, mới đau ấy chứ. Thẻ thì nhiều. Không biết là mình tích được bao nhiêu ngày luôn mà thẻ nhiều quá. Mà mở một lần có 50 gói, 50 gói thế này thì không biết tới bao giờ mới xong. Hết lửa rồi. Hết lửa, hết lửa, hết lửa, hết lửa rồi. 110 à. Còn những cái gói ở dưới bên dưới chắc là ổn định hơn đấy, ví dụ như gói Toti này, cộng 3 này, có mấy gói cộng 7, cộng cộng 5 nó các kiểu chắc là ổn hơn đấy. Cái này xóa đi. Mấy gói mấy ngày không có lấy để làm gì hết. Đây rồi, 78 gói cuối cùng, 78 gói cầu thủ cuối cùng của Ác Cái Chay. Yes cuối cùng cũng xong. Trời ơi là trời. Nhanh nào, 78 gói thôi, không cần lâu vậy đâu.
Bởi vì 8 ngón này mà ra lửa thì thật sự rất là tuyệt vời luôn đấy. Nếu như ui giời ơi, hy vọng cho cố vô, hy vọng cho cố vô, trời ơi. Thôi kệ nó đi, kệ 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 căn bản là mấy cái gói đa số toàn cùi không à, để mà ra lửa thì thật sự nó rất là khó đó, thật sự rất là khó luôn. Rudiger 22 UCL mình vừa mở ra không biết làm được kinh tế không nhỉ, 1 tỷ một con à, bây giờ mình đập lên cộng 5 là 26 tỷ à. Có thể làm kinh tế được không nhở? Làm kinh tế được không ta? Mình có phôi để đập không ta? Mình có phôi để đập này. Mình có phôi đập này. Lâu lâu làm tí đập thẻ đi nhở? Lâu lâu làm tí đập thẻ. Đập Rudiger lên cộng 5 chắc là được 26 tỷ cũng ok la đấy. Đó. Thôi, coi như dọn rác rồi đi. Làm tí đập thẻ coi như dọn rác cho à, này luôn. Lâu vậy. Ngồi bán nó cũng lâu. Cộng 2. Phôi thì rẻ, đập lên kiếm hai mấy tỷ là đẹp. Mình có thể làm lại mà đúng không nhỉ? Mình có thể làm lại, mình sợ cái gì đâu. Một đống thẻ bảo vệ luôn này. Cộng 3. Phôi mở ra cũng nhiều, cũng dễ đập. Thì cứ đập đi. Rồi, ba rồi, ba rồi, ba rồi, ba rồi. Một hai ba bốn năm. Bây giờ đập lên cộng 4. Cộng 4 anh em nhìn thế thôi, đập hơi bị rén tay ấy, cộng 4 nhìn nhìn thế thôi hơi rén tay đấy. Dư thẻ bảo vệ à, lấy thẻ bảo vệ để làm gì, mình có thể nhiều thẻ làm lại mà mình sợ đâu. 13 cái thẻ làm lại không biết để làm gì hết, lấy mà đập lên 4 luôn. Lên 4 luôn, sợ gì. Đây này, có chắc là phôi như thế này là đủ đập rồi đấy, phôi thế là đẹp rồi, gần full vặt lận mà, gần full vặt. Đập cho gì nhỉ, mình có thể làm lại thì cứ đập thôi. Ui ui, thấy 20 tỷ thôi, cần gì nhiều đâu mà. Đây rồi, đây rồi, đây rồi, đây rồi, lên rồi. Lâu lâu làm quả Rudiger 2 là lâu lâu là đập thẻ tí. Đây thẻ gì nhỉ, đây thẻ làm lại mà, mười mấy thẻ làm lại sợ gì đâu. 20 mấy tỷ rồi, con này mình sẽ bán đi, bán tầm 26 tỷ 9 đi, nó sẽ có người mua đấy. Còn lại thì tất cả những cầu thủ còn lại mình sẽ đem bán hết nhá, rồi để giá phù hợp thôi. Lời đấy, như vậy là lời ít đấy, cũng có lời đấy. Mình cũng không 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 thích, mình không thích đập thẻ nhiều thật sự luôn, không thích đập thẻ nhiều đó. Lâu lâu kiểu như mở ra con gì đập chơi chơi thôi. Đây. Rồi, so với tất cả những gì mà mình nhờ mở được, tất cả những gì cầu thủ còn lại ở trong đây, và hiện tại mình đang có 679 tỷ nữa, thì mình nghĩ nếu mà bán hết tất cả đống này thì BP trắng sẽ là 700 tỷ. 700 tỷ BP trắng. Và đội hình của mình hiện tại đang là 2.000 tỷ, nhưng con rô này đang bị ảo giá, nó chiếm hơn một nửa đội hình rồi, nó chiếm 1.300 tỷ mất rồi. Còn lại 7, tất cả cầu thủ còn lại còn 700 tỷ mà thôi. Và sắp tới mình sẽ bán hết tất cả những cầu thủ này, như Color, Blin này, White, Quét này, những con hàng này mình sẽ bán hết. Đây không phải là những cầu thủ mình cần trong đội hình mà mình yêu thích, mình hướng tới. Đó, mình hướng tới một đội hình 24 Totti. Đấy, một đội hình 24 Totti, anh em xem thử đi. À, anh em cho mình xin một ý kiến với, đó là mình nên build Ronaldo và những con Totti 24 Nomini hay là Totti xịn luôn. Nhưng mà Totti xịn thì mình sẽ mua cộng 1 thôi. Ví dụ như 24 Nomini này, 24 Totti Nomini đúng không? Thì ví dụ như những con Bremer này này mình có thể săn được đó. Mình có thể săn được một đội hình 24 Totti, mình có thể săn được đó. Bây giờ thì hiện tại là cầu thủ này chưa xả, nhưng tầm cuối tháng 3 này thì những con hàng cộng 5 này nó sẽ xả rất là nhiều đấy, mình có thể săn được luôn đó. Nó là như vậy, mình nên build 24 Totti Nomini hay là build 24 Totti xịn đây. Nếu mà 24 Totti xịn thì căn bản là phải mua cộng 1 thôi, phải mua cộng 1 thôi đó. Đây này, bắt buộc phải mua mua cộng 1 về mà dùng thôi. Đây này, có thể dùng này, ví dụ như những con như theo đét này 85 tỷ mình còn dư 600 mua dư sức này, ví dụ Van Dijk này, Toni Kroos này, Jorginho, những con hàng rất là rẻ mình có thể mua được thoải mái luôn đấy.
Không biết ý kiến của anh em như thế nào nhỉ? Mọi người sẽ muốn muốn thấy cái đội hình gì ở trong CD cái chay này nhỉ? Van Verde như Son Heung-min mình có thể mua được luôn. Đấy. Tôi đi xịn. Có thể mua được. Như Son này, Son 116 200 tỷ này mua dư sức luôn. Nó là như vậy đấy. Nhưng mà để mà nói thì mình có 700 tỷ BB trắng thôi, nó cũng hạn chế khá là nhiều, không phải là muốn mua con gì thì mua đâu. Thật sự là cần phải cân cân đo đong đếm đấy. Cân đo đong đếm đấy. Bởi vậy mới nói cái chay khá là khổ này mà, cái chay khá là khổ. Nếu mà có gì nhỉ, có sự kỹ thái bài anh em nên nên nạp vô thêm để mình nâng cấp đội hình. Đó còn cái chay thì thôi. Quá khổ. Ôi, các bạn là vậy thôi. Vậy là kết thúc đội hình của mình ở gần nửa năm. 176 ngày rồi, gần nửa năm rồi. Thì đội hình của mình khoảng cho là 2.000 tỷ đi. Đó, áo giá cũng được cho là 2.000 tỷ đi, tại vì giá trị nó là như vậy. 2.000 tỷ và 700 tỷ BB trắng. Chứ, tức có nghĩa là 2.700 tỷ đội hình của mình. Nửa năm. Đó là 176 ngày. Đó là như vậy. Cũng chia sẻ với mọi người đó là thời gian gần đây mình gặp khá là nhiều vấn đề, thật sự là chưa thể nào có thời gian để trên cầu thủ cũng như là ra cày chay đều đặn hơn. Mình cũng vừa mới chuyển ra Hà Nội để làm thôi nên là cần một xíu thời gian để ổn định lại. Hẹn mọi người trong tập tiếp theo sẽ chỉnh chu hơn nhé, và chắc là hôm nay đến đây thôi. Nếu anh em nào thấy hay ấy, đừng quên để lại cho mình một like với lại một sub để có thể theo dõi tập tiếp theo nhé. Và cảm ơn mọi người đã xem, chúc mọi người sẽ có một ngày vui vẻ.